Ok, xin chào tất cả anh chị em. Thì mình là Tuấn đây. Chúc anh chị em một ngày vui vẻ, nhiều năng lượng ha. Và như mọi khi thì hôm nay Tuấn lên một video Hóc Môn mới. Và phía góc phải màn hình là thông tin của các em nó. Và phía góc trái màn hình là số điện thoại của mình 0777-6789-79. Số điện thoại này thì có Zalo ha. Anh chị em có cần gì thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại này. Rồi bây giờ thì mình mời anh chị em xem video.